Thứ nhất là để một con chim vào lửa khi mà nó đã ổn định thì nó tùy thuộc vào giai đoạn, thời điểm và thời tiết. Đấy, giai đoạn, thời điểm và thời tiết. Tức là thế nào? Tức là nếu như con chim của bác đã nuôi mà nó đã ổn định, nó đã vào lửa, và thì nếu như thời tiết nắng nóng thì bác nên dùng trái cây cả ngày. Nên trong lồng luôn luôn lúc nào cũng phải có trái cây. Thứ nhất để cho nó ôn hòa cho chim đó, nó giải nhiệt. Thứ hai nữa là nó không bị nhàm chán trong quá trình ăn uống. Và cái thứ ba nữa là nó không bị lửa ảo khi mà ăn cám quá nhiều. Bác Trần Hoàng Việt nhé. Còn nếu thời tiết về mùa đông, mưa phùn và lạnh, thì nếu như bác cho ăn trái cây nửa ngày và ăn cám nửa ngày thì đồng nghĩa với em chấp nhận được. Bởi vì thời tiết lạnh thì nên khuyến khích con chim ăn cám nhiều. Đó là khuyến khích. Thứ hai nữa là cắt bớt trái cây để cho chú chim đó nó giữ được lửa được, ổn định. Thế này này, khi các bác nuôi một con chim để các bác nghe giọng thì nó phải có 3 tiêu chí để các bác tuyển một con chim. Thấy chưa? Nó phải có 3 tiêu chí để các bác tuyển một con chim nghe giọng. Vậy thì cái tiêu chí đầu tiên là gì? Cái tiêu chí đầu tiên là hình dáng con chim, đúng không ạ? Tức là các bác nhìn vào con chim nó phải bắt mắt và nó gọn gàng con chim. Đấy. Tại vì thông thường các bác mà nuôi chim nghe giọng ấy thì thông thường là các bác sẽ hiểu biết một chút xíu về lồng. Có một số bác rất là siêu tầm lồng và lựa chọn những con chim đẹp, giọng tốt để theo ở nhà để nghe hót. Và điều này em đã từng thấy. Thế nên là tốt nhất các bác nên tuyển chọn những con chim có hình bộ gọn gàng, tức là gần như là đi tuyển chim đấu, bộ chim đấu là gần như thế. Nhưng mà nên chọn những chim mà lông mỏng chút xíu, gọn gàng một xíu, chứ đừng có sồi sề ra, nó sẽ mất quan điểm của những chú chim nghe hót. Thứ hai nữa là về âm điệu của con chim. Đấy, âm điệu của con chim đó, thì về cái âm điệu này thì nó là một cái môn cực kỳ khó. Đấy, nó là một cái môn cực kỳ khó đối với tất cả các anh em chơi nghệ nhân mà chơi những con chim nghe giọng. Nói một cái này em nói thẳng ra chứ, để mà thẩm âm một con chim ấy, nó khó tương đương với một cái môn đạo lý các bác ạ. Em nói thật chân tình các bác đấy, để mà thẩm âm một con chim các bác nghe giọng ấy, nó khó tương đương với là các bác học môn đạo lý, chứ không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đấy, các bác tìm kiếm một con chim đấu khó khăn hay đến mức độ nào thì tìm kiếm một con chim giọng tốt, giọng hay cũng y như vậy. Nó chỉ khác nhau về cái trường phái thôi, chứ nó chả khác nhau cái gì cả. Đấy, các bác nhé, nó chỉ khác nhau về trường phái. Thế thì nó tùy thuộc vào cái vùng miền. Đấy, tùy thuộc vùng miền. Thế thì chim ở ngoài Bắc thì nó sẽ có giọng ngắn hơn, và chim ở Quảng Nam, Đà Nẵng, miền Trung hay là ở trên Đắk Lắk, Gia Lai thì nó sẽ có giọng dài hơn. Đấy. Thế nhưng mà các bác nên hiểu thế này này, dài hay ngắn thì nó cũng tùy thuộc vào cái khẩu vị của mỗi người, đặc biệt là cái độ xoắn âm của con chim đó, cái độ xoắn âm của con chim đó các bác nhé. Đấy, có rất nhiều con chim là có bao nhiêu bác nó khen rất là hay. Đấy, sổ giọng rất là dài, nhiều bác khen hay lắm, nhưng mà em thấy rất là tức cười, đã chơi giọng nhưng lại không hiểu về giọng. Em nói các bác nha, các bác hiểu như này này, giữa hai con chim em sẽ phân biệt cho các bác nhá, giữa hai con chim. Vậy thì một con chim nó hót cả ngày, nó chỉ có một giọng thôi, nó chỉ có một giọng. Đấy, và giữa một con chim nó hót trong vòng khoảng chừng 5 phút thì nó đổi giọng cho các bác liên tục. Đấy, đổi giọng các bác liên tục. Thì có rất nhiều bác là nó hót, nó không đổi giọng nhưng nó hót giọng rất dài thì các bác có thể khen hay. Đấy, còn có những con thì nó hót giọng ngắn hơn một chút xíu. Ví dụ như là thông thường với nhiều con chim ngoài Bắc thì nó sổ là 3-4-5, đúng không ạ? 3-4-5, con nào căng căng lên tới 6-7, tùy vùng miền cũng có. Nhưng mà ví dụ cũng như con chim đấy, nó cũng sổ lên 6-7 nhưng mà nó lại đi có một giọng của nó thôi, nó không có đảo nhiều giọng được, cũng là 6-7 nhưng mà nó đi một giọng thôi. Đấy, cho nên là các bác nên chọn những con chim mà nó phải đảo giọng nhiều, nó phải đảo giọng nhiều để mà nghe giọng. Đó thì để mà đảo giọng nhiều thì thông thường là các bác muốn nghe giọng hay thì phải nên tìm những con chim giọng Huế, chim Quảng Nam. Đấy, giọng Huế và chim Quảng Nam. Ở Huế thì một số vùng, ví dụ như thời xưa thì vua chúa hay chơi đó là Kim Long, Kim Phụng. Đấy, nhưng bây giờ đã hết rồi, tuyệt chủng rồi. Bây giờ hai vùng của Huế đó là Kim Long, Kim Phụng nó đã tuyệt chủng và nó không còn nữa. Đấy,
sau thời sau đây thì nó còn Nam Đông, rồi Phong Sơn, rồi Bình Điền. Đấy, nó là còn một số cái tông vùng đấy. Nhưng bây giờ thì tìm kiếm những con chim đó thì nó cũng cũng rất là hiếm. Nó rất là hiếm. Nó vẫn có nhưng nó rất là hiếm nhá. Chào bác chị và tá. Nó cũng 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 hiếm. Đơn giản như kể cả như các bác về Quảng Nam thôi. Các bác tìm những con sông côn ấy, hay là tìm những con chim Mỹ Sơn, hay là những cái con chim đèo Phường Rạnh, những con chim đỉnh điểm về giọng ấy, hay là những con trung mang ấy, các bác mắc ở đâu ra? Mà em thấy hiện tại bây giờ trên các cái trang mạng là bán đầy sông côn luôn. Đấy, không biết sông côn đâu nhiều thế. Bản thân em ở đây là dân là em làm rể ở đất Quảng Nam nhá. Làm rể đất Quảng Nam Đà Nẵng. Đấy, mà em tìm một con sông côn mà đúng chính hiệu sông côn còn khó. Huống chi là các bác ở đâu đâu, các bác đi mua chim ở trên mạng sông côn. Em có thật. Sông côn các bác mua đâu ra nhiều thế? Mà có nhiều ông còn quảng cáo ở nhà còn 20-30 con cơ. Sông côn đâu nhiều. Bán toàn có triệu mấy 2 triệu không. Em nói thật các bác ấy, từ nhà em mà lấy sông côn á là đi tầm 100 cây. Nhưng mà nếu con chim mà đánh ở vùng sông côn, nó nôm na là không cần ở sông côn, chỉ cần ở huyện Đông Giang thôi, xã sông côn huyện Đông Giang, nhưng mà chỉ cần đánh ở cái huyện Đông Giang thôi, ví dụ như là Pờ Rao này, hay là Khe Dâu này, hay là Dốc Gió này, hay là một số nơi xung quanh đó thôi nhá. Họ đánh một con chim xuống không cần biết như thế nào, chỉ cần bảo hành đúng là con chim Đông Giang, không bao giờ có giá dưới 3,5 triệu đâu các bác ạ. Em nói chân tình này, không bao giờ có cái giá dưới 3,5 triệu đồng cho các bác sờ vào đâu nhá. Chứ các bác đừng có nghĩ là bổi trong côn ở đâu mà 20-30 con, là triệu mấy triệu con ở đâu ra. Em nói thật với các bác này, ở đâu ra? Em ở Quảng Nam mà lắm đây em tìm nó còn trả ra đấy, ở đâu các bác mua sông côn ở đâu ra? Vớ vẩn. Đấy, cho nên là các bác nếu mà những bác mà chơi giọng ấy, thì các bác nên tìm những con chim giọng nó phải đảo giọng, tức là nó phải trong khoảng 5 phút nó phải đảo được 2-3 giọng thì nó sẽ hấp dẫn hơn và nó sẽ hay hơn. Nhưng mà thông thường thì những con mà đảo giọng nhiều thì những con chim đó nó rất là giữ chim và hay, đặc biệt là những con chim nó phải ở những cái rừng sâu và nơi có đồi núi hiểm trở thì nó phải đảo giọng được. Chứ còn thông thường cũng là con chim già rừng à các bác nhá, cũng là con chim già rừng, nhưng ở những cái khu địa thế bằng phẳng thì nó không đảo giọng được. Nguyên tắc những con chim sò chào mào nó ở những nơi gọi là đồi núi hẻo lánh hiểm trở ấy, càng nguy hiểm bao nhiêu thì con chim cái giọng của nó càng vang bấy nhiêu và nó sẽ véo von và nó đảo giọng được rất là nhiều à, các bác nhá. Các bác không tin em, các bác cứ hỏi các ông lục thủ đánh, người ta cho biết người ta nói cho các bác thì nó sẽ ok hơn. Chứ còn cá nhân em này, em là một người chơi chim thì đôi khi nói thì các bác lại bảo là em nổ, và đôi khi các bác là em nói là em cái gì cũng biết, nhưng đây là thực tế và em là người chơi rất nhiều cho nên em đúc kết được những kinh nghiệm đó, không phải đơn giản đâu các bác ạ. Sông côn đâu mà nhiều thế, em ở Quảng Nam mà nặng đây mà đi con sông con, một con chim không chuẩn vùng sông côn đâu, nhưng mà đánh gọi là họ đánh ở vùng Đông Giang, ở huyện Đông Giang của cái sông côn thôi nhá. Đánh rớt lồng xuống nó không bao giờ có cái giá dưới 3,5 triệu đồng đâu các bác ạ. Em nói chân tình đấy, không bao giờ có giá dưới 3,5 triệu đồng đâu. Đó là còn chưa kể các bác cầm một con chim nó về, các bác nuôi chả biết ra gì nữa cơ. Không biết là có hot, có giọng có hay không. Nó vẫn là con chim Đông Giang, nó vẫn là con chim Quảng Nam đấy, nhưng mà chưa chắc giọng nó hay. Đấy. Tại vì các bác cần hiểu thế này này, không phải con chim sông côn nào giọng cũng hay, mà cũng không phải con chim Quảng Nam nào giọng cũng hay cả. Các bác cứ hiểu thế này này, giữa bố và con với nhau, đúng không ạ? Giữa bố và con với nhau, chưa chắc bố làm ca sĩ mà con cũng làm ca sĩ được. Các bác nên hiểu như vậy. Trương Nam không hợp cám, có bị đổi giọt không thầy? Không bác Trương Nam nhé, không phải. Các bác nên hiểu như vậy. Bố làm ca sĩ nhưng mà chắc gì con làm ca sĩ được. Trương Nam chỉ em kẹp vài ba con không chơi, mà kẹp nhiều chim là chơi và sao bác? Vâng, những con chim có, những con chim có tố chất đấu giàn này bác ạ nhé. Chào bố của An Vi nhá. Bác nói quá hay. Cảm ơn bác Nguyễn Văn nhé. Ok bác. Nguyễn Văn Cầu, theo bác chim tắm nắng tập lực phơi nắng như thế nào là tốt nhất? Vâng, con chim tắm nắng thì các bác nên tắm thời gian từ 11 giờ trưa
cho tới 2 giờ chiều là thời gian các bác tắm nắng là tốt nhất. Thứ hai là tập lực, thì tập lực các bác tập lực trong quá trình con chim bắt đầu hoàn thiện bộ lông cho tới khi nó đạt lửa là ok bác nhé. Quân Nghiêm Đinh cho em hỏi cám của anh là cám gì? Em không có sản xuất cám bác Nghiêm Quân Nghiêm Đinh ạ. Em chỉ là người đi mua cám và dùng thôi, chứ em không có sản xuất cám bác nhé. Chỉ con sông côn ở đâu mà nhiều thế? Em ở Quảng Nam mà nắng đây, dân gốc miền Trung đây mà tìm sông côn còn chẳng ra đây. Các bác ở đâu ở ngoài đấy mà mua sông côn? Sông côn nó có nhiều chứ, sông côn lắm. Bình Định cũng có sông côn, ở Nghệ An cũng có sông côn, nhưng mà không biết là sông côn ở đâu các bác ạ. Giờ toàn du côn như lấy đâu ra sông côn. Nói chung là dạ cũng có thể là lông sót bác cố bố của anh Vi nhé, cũng có thể lông sót đấy. Minh Khang, chim lồng vuông đấu hay đạp nan có cách nào khắc phục không? Bác khắc phục cái gì? Con chim của bác con chim hay đấy bác Minh Khang nhé. Những con chim mà thi đấu trong quá trình thi đấu mà thường xuyên đạp nan lên nan xuống cầu ấy, những con chim đó rất giữ chim mà hay bác Minh Khang nhé, cứ để cho nó chơi thế khắc phục làm gì. Bổi mỗi ngày gì? Bổi mới ngày mỗi tấm được không bác? Là sao bác Bảo Khang? Chim thay lông xong khoảng bao lâu thì vào cám đấu được bạn ơi? Thông thường thì các bác xong lông khoảng từng 90%, 95% bắt đầu khi tập lực là vào cám đấu được nhé. Ok bố của anh Vi nhá. Chào Ga Minh Nghĩa nha. Gia Lai giọng giống sông côn, bác sai, bác Cảnh Phan nhé. Giọng Gia Lai không thể giống sông côn được. Giọng sông côn là cái giọng chim nó rất là véo von và nó trầm bổng. Tuy là 6-7-8 nhưng nó rất là đảo giọng liên tục. Đó với chủng sông côn. Giọng Gia Lai, Đắk Lắk và nôm na là giọng chim của trên Tây Nguyên ấy. Giọng thì có dài, có thể đi 6-7-8 cũng có thể căng lên 7-8-9. Thế nhưng mà cái giọng nó không có đanh. Nghe cái giọng nó không có đanh và nghe cái giọng âm của nó ngang ngang tông. Chứ nó không có lên xuống, nó không có lên xuống giống như con chim Quảng Nam được. Bác nhá. Cái này là bác nhầm lẫn đấy. Tức là nghe cái giọng nó không có rát. Nguyễn Tiến Dũng, anh nói chuẩn quá, chúc anh và gia đình lời chúc tình yêu, sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn bác Nguyễn Tiến Dũng nhá. Sông côn nhập cư đâu bác. Có nhiều người nói thiệt với bác chứ. Em không biết là nhiều người cầm được bao nhiêu con sông côn. Nói thật, em không biết là nhiều người cầm được bao nhiêu con sông côn Quảng Nam đấy, hay là sông côn Bình Định, hay là sông côn Nghệ An. Nhưng mà toàn bán chim sông côn, em không biết là sông côn ở đâu nhiều thế. Mà hiện tại bây giờ em ở đi tìm con sông côn chơi còn khó.